Chiều nay, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao công bố quyết định bổ nhiệm, thẩm phán và chức vụ lãnh đạo, quản lý trong Tòa án Nhân dân trên địa bàn thành phố. Đến dự và trao quyết định bổ nhiệm thẩm phán có ông Nguyễn Trí Tuệ, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Đợt này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm mới một thẩm phán cao cấp, một thẩm phán trung cấp và bốn thẩm phán sơ cấp thuộc Tòa án Nhân dân hai cấp thành phố Đà Nẵng. Theo đó, Bà Nguyễn Thị Cảnh, thẩm phán trung cấp, chánh án Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng được bổ nhiệm thẩm phán cao cấp. Bà Nguyễn Hữu Thị Hảo Hảo, thẩm phán sơ cấp Tòa án nhân dân quận Hải Châu được bổ nhiệm thẩm phán trung cấp và bốn thư ký của Tòa án nhân dân ba quận huyện Hải Châu, Thanh Khê và Hòa Vang được bổ nhiệm thẩm phán sơ cấp. Như vậy hiện tại tổng số thẩm phán tại Tòa án nhân dân hai cấp của thành phố Đà Nẵng là 101 người. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Trí Tuệ chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm và mong phải tiếp tục cố gắng hơn nữa, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng xét xử và kiến thức xã hội, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ, phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư.